Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 7:30 sáng thứ Bảy 26 tháng 3, Đức Tổng giám mục Paul Tour là Thượng phụ Công giáo nghi lễ Jerusalem đã cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Chúa Phục sinh. Vâng, thưa quý vị và anh chị em, thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Chúa Phục sinh diễn ra vào sáng thứ Bảy tuần thánh lúc 7:30 sáng thứ Bảy, chứ không phải tối thứ Bảy, nghĩa là không thống nhất với phần còn lại của giáo hội. Cử hành sớm như thế là để chắc chắn rằng giáo hội mẹ tại Jerusalem luôn là người đầu tiên công bố tin mừng phục sinh trong bài vinh tụng ca hát mừng chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và tội lỗi. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong khi đó, tại Vatican lúc 8:30 tối thứ Bảy tuần thánh, Đức Giáo hoàng Francisco đã dẫn đầu một đoàn rước bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc rước sẽ diễn ra trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi một cây nến tại bàn thờ. Giảng trong thánh lễ vọng phục sinh, Đức Thánh Cha nói: "Ông Phêrô chạy đến ngôi mộ. Những suy nghĩ nào lóe lên trong tâm trí của Phêrô và quấy động tâm hồn ông khi ông chạy đến ngôi mộ? Tin mừng cho chúng ta biết rằng 11 tông đồ bao gồm Phêrô đã không tin lời của những người phụ nữ là lời công bố phục sinh của các bà. Trái lại, những lời này dường như chỉ là một câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Như vậy là có sự nghi ngờ trong lòng Phêrô cùng với rất nhiều lo âu khác, nỗi buồn vì cái chết của thầy kính yêu và vỡ mộng vì đã chối người 3 lần trong cuộc thương khó. Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó cho thấy có một sự thay đổi trong lòng ông. Sau khi nghe những người phụ nữ và từ chối không chịu tin họ, Phêrô bật dậy. Ông không còn an nhiên trong tư tưởng. Ông không ở nhà như những người khác. Ông không chịu nổi bầu không khí ảm đạm của những ngày đó. Ông cũng đã bị choáng ngợp bởi những nghi ngờ của mình. Ông đã không buông mình đắm chìm trong ân hận, sợ hãi hay những tin đồn liên tục chẳng đi đến đâu. Ông đã tìm kiếm Chúa Giêsu chứ không phải chính mình. Ông thích con đường của gặp gỡ và tin tưởng. Và như vậy, ông đứng bật dậy, hăng hái như trước và chạy nhanh về phía ngôi mộ, là nơi từ đó ông sẽ trở về lòng đầy kinh ngạc. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của sự phục sinh của Phêrô, sự sống lại của trái tim ông. Không buông mình trong buồn sầu hay trong bóng tối, ông hy vọng, ông để cho ánh sáng của Thiên Chúa đi vào trái tim mình, không che kín nó. Cả những người phụ nữ là những người đã đi ra ngoài vào buổi sáng ban mai để thực hiện một công việc của lòng thương xót khi lấy dầu thơm mang đến mộ, cũng có những kinh nghiệm tương tự. Họ sợ hãi và cúi gầm xuống đất, nhưng họ rúng động sâu xa bởi những lời các tiên thần: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Như Phêrô và những người phụ nữ, chúng ta không thể khám phá ý nghĩa cuộc sống bằng thái độ buồn bã, hoàn toàn tuyệt vọng. Xin đừng giam cầm chính mình bên trong chúng ta, nhưng hãy phá vỡ ngôi mộ kín của chúng ta với Chúa để Ngài có thể bước vào và ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta hãy trao cho Ngài tảng đá hận thù của chúng ta và các tảng đá của quá khứ, những gánh nặng của yếu đuối và sa ngã của chúng ta. Đức Kitô muốn đến và nắm tay chúng ta để đưa chúng ta ra khỏi nỗi sầu của chính mình. Đây là viên đá đầu tiên cần phải được di chuyển sang một bên đêm nay. Đó là tâm lý thiếu hy vọng đã giam cầm chúng ta bên trong chính mình. Nguyện xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái bẫy này, khỏi cái tình trạng là Kitô hữu mà chẳng có chút hy vọng nào, là Kitô hữu mà sống như thể
Chúa đã không sống lại. Như thế, những vấn đề của chúng ta mới là trung tâm đời sống chúng ta. Chúng ta thấy và sẽ tiếp tục thấy những vấn đề cả trong lẫn ngoài. Lúc nào cũng sẽ có những vấn đề. Nhưng đêm nay, điều quan trọng là hãy để ánh sáng của Chúa Phục Sinh chiếu rọi lên các vấn đề của chúng ta. Và trong một nghĩa nào đó, hãy rao giảng tin mừng cho chúng. Xin đừng để cho bóng tối và sợ hãi đánh lạc hướng chúng ta và kiểm soát chúng ta. Chúng ta phải gào to lên với chúng: Chúa không ở đây, nhưng đã sống lại. Ngài là niềm vui lớn nhất của chúng ta. Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta và sẽ không bao giờ làm ta thất vọng. Đây là nền tảng của niềm hy vọng chúng ta, chứ không phải chỉ là thái độ lạc quan, cũng chẳng phải là tâm lý hoặc lòng ao ước muốn được can đảm. Hy vọng Kitô giáo là một ân sủng Chúa ban cho chúng ta nếu chúng ta biết ra khỏi chính mình và mở rộng lòng mình với Ngài. Niềm hy vọng này không làm cho chúng ta thất vọng, vì chính Chúa Thánh Thần đã gieo niềm hy vọng ấy vào lòng chúng ta. Đấng bào chữa không làm cho mọi thứ trông hấp dẫn. Ngài không loại bỏ cái ác với một cây đũa thần, nhưng Ngài đổ vào chúng ta sức sống cho một cuộc đời không phải là không có những vấn đề, nhưng có một sự chắc chắn là chúng ta luôn luôn được yêu mến và tha thứ bởi Chúa Kitô, đấng vì chúng ta đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và sự sợ hãi. Hôm nay là lễ của niềm hy vọng của chúng ta, của những kỷ niệm về sự thật này. Không có gì và không một ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúa đang sống và muốn được tìm kiếm giữa những người sống. Sau khi tìm thấy Ngài, mỗi người được Ngài gửi đi công bố thông điệp phục sinh để thức tỉnh và làm sống lại hy vọng nơi những tâm hồn bị đè nặng bởi ưu phiền, nơi những ai cố gắng tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Điều này hiện nay rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta không được công bố chính mình. Thay vào đó là tôi tớ hân hoan của niềm hy vọng, chúng ta phải công bố đấng phục sinh bằng cuộc sống và tình yêu của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ là một tổ chức quốc tế có đông đảo các tín đồ với những luật lệ tốt đấy, nhưng không có khả năng đưa ra niềm hy vọng mà thế giới đang chờ đợi. Làm thế nào chúng ta có thể tăng cường niềm hy vọng của chúng ta? Phụng vụ đêm nay đưa ra một số hướng dẫn. Phụng vụ dạy cho chúng ta phải nhớ đến những kỳ công của Thiên Chúa. Các bài đọc mô tả sự trung tín của Thiên Chúa và lịch sử tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Lời hằng sống của Thiên Chúa có thể lôi cuốn chúng ta vào trong lịch sử tình yêu này, nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta và đổi mới niềm vui của chúng ta. Tin mừng cũng nhắc nhở chúng ta điều này. Để nhân nhóm hy vọng trong trái tim của những người phụ nữ, Thiên Thần đã nói với họ: hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà. Đừng quên lời nói và những kỳ công của Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mất hy vọng. Trái lại, chúng ta hãy nhớ đến Chúa, sự tốt lành và những lời ban sự sống của Người là những điều đã làm chúng ta xúc động. Chúng ta hãy nhớ đến những điều đó và biến chúng ta trở thành những tuần căn của Hừng Đông, những người biết làm thế nào để giúp người khác nhìn thấy những dấu chỉ của Chúa Phục Sinh. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã sống lại. Chúng ta hãy mở lòng chúng ta cho hy vọng và hãy tiến ra nguyện xin cho ký ức về các kỳ công và lời nói của Người là ánh sao sáng soi bước cho chúng ta trên những nẻo đường đức tin hướng về một lễ phục sinh vĩnh cửu.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.